Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi có đưa tin cho quý vị là ông Jack Kupperman. Ông này là cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ dưới thời ông John Bolton. Thì ông này ngày hôm qua bị Ủy ban Tình báo gọi ra điều trần, nhưng ông đã không ra. Và lý do ông không ra thì ông nói rằng là ông không biết là ông có nên ra hay là không ra, bởi vì nếu mà ra đó thì có thể là vi phạm cái gọi là đặc quyền đặc miễn của bên hành pháp, theo như Tổng thống Donald Trump nói. À, cũng như các luật sư của bên tòa gốc cho biết là ông không nên ra. Mà nếu ra đó thì ông không biết là ông có phải ra hay không, Hạ viện có đủ thẩm quyền để bắt ông ra hay không. Thành ra đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang, và ngày thứ năm này vào lúc 3 giờ chiều, chánh án Richard Leon ở tại tòa liên bang ở thủ đô Washington DC sẽ nghe xem là cái điều ông nói có đúng hay không và sẽ quyết định. Bởi vì là bây giờ bên tòa ốc thì bảo rằng là bên Hạ viện không có bỏ phiếu. Thứ nhất đó là quyền đặc miễn của bên tòa ốc. Thứ hai nữa là Tổng thống Trump bảo là vì bên Hạ viện không bỏ phiếu phiên khoáng đại để cho phép mở cuộc điều tra và luận tội, cho nên nếu mà kêu chúng tôi nộp hồ sơ cũng như kêu người chúng tôi ra mà điều trần thì đó là bất hợp pháp. Bên Hạ viện cho Đảng Dân chủ kiểm soát thì bảo là hiến pháp không bắt buộc tụi tôi phải làm điều đó. Tụi tôi muốn bỏ ra bầu hay là không bỏ ra bầu là quyền của chúng tôi. Đã. Và trong thời gian này chúng tôi vẫn tiếp tục để cho các ủy ban họ điều tra và vẫn có những nhân chứng đi ra để mà điều trần. Đó là lập luận của hai bên. Thế thì bây giờ ông Kupperman ông lại kiện này ra tòa. Thành ra là thứ năm này vào lúc 3 giờ chiều giờ Washington DC thì ông chánh án Richard Leon sẽ nghe xem là các bên như thế nào, bên nào đúng, bên nào sai. Là bởi vì cái ông Kupperman này là ông là người nghe trực tiếp cái cuộc nói chuyện vào ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky của Ukraine, mà trong đó ông Donald Trump bị tố cáo áp lực ông Zelensky điều tra cha con ông Joe Biden, đặc biệt là con trai Joe Biden ngồi trong cái hội đồng quản trị công ty năng Burisma. Lượng Burisma để mà gọi là đổi lại thì mới tháo khoán cái khoản viện trợ gần 400 triệu đô la. Đó là theo lời tố cáo như thế. Thì bây giờ ông Kupperman là ông không có chịu ra là bởi vì cái lý do đó. Thế thì bây giờ ngày thứ năm này nếu mà nghe cái cuộc gọi là ra tòa này mà ông tùy theo ông Leon ông phán quyết như thế nào. Nếu mà ông phán quyết mà là ông Kupperman phải ra đó thì sau ông Kupperman sẽ là tới có thể là ông John Bolton. Có thể là ông John Bolton. John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia vào cái thời đó. Và theo cái lời khai của bà Fiona Hill, từng là cố vấn cho Tổng thống Trump đặc trách Nga và Ukraine, nói rằng ông John Bolton thường đã từng kêu bà hai lần phản đối cái chuyện này với ông John Ellsberg là luật sư của Hội đồng An ninh Quốc gia. Và chính bà Hill khai rằng là ông Bolton đã gọi cái vụ Ukraine này là một vụ buôn bán ma túy, ông dùng chữ là rất điêu. Và gọi ông Giuliani, cái ông luật sư riêng Tổng thống Donald Trump, người bị tố cáo là chỉ huy cái vụ này, là một hand grenade, tức là lựu đạn ném tay. Đó, đại khái là như thế.